Xin chào anh em đến với kênh Dụng cụ Nhặt Há Tóc. Hôm nay Lực xin giới thiệu cho quý anh chị ba cây kìm cắt dây cáp thép xoắn đến từ thương hiệu Chunoda Nhật Bản. Dây cáp thép xoắn thường được sử dụng trong ngành xây dựng và vận chuyển. Nó thường dùng để giữ hoặc nâng các cái thiết bị máy móc cần chịu lực tải rất cao. Để cắt được cái dây cáp 3-4 ly, ta dùng một cái kìm bình thường như thế này. Có khả năng là cắt được nhưng cần một lực rất là lớn anh em nhé. Đó, còn 5-6 ly thì sao? Không cắt được anh em ạ. Rồi, đến bây giờ mình thử cắt thử ba cây kìm Chunoda VKC 150, VKC 200, VKC 225. Anh em để ý mình sẽ cắt cây VKC 150 với cái dây cáp 3 ly. Cắt rất là ngon này. Lúc nãy mình cắt cái kìm bình thường không thể cắt được thì bây giờ mình cắt cái kìm VKC 200. Đó, cắt rất là ngon anh em nhé. Nào, vết cắt rất là đẹp này. Anh em nào quan tâm về giá ba cây kìm VKC 150, VKC 200, VKC 225 thì hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ hỗ trợ anh em một mức giá tốt nhất. Còn anh em nào thấy hay hãy ấn vào nút đăng ký kênh để được nhận được các video chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.